Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Nhau Hồng Tinh Nhật Bãi. Vâng các bác ơi, trước mắt em là một chiếc bếp đến từ Nhật Bản các bác ạ. Và chiếc bếp này thì nó là thương hiệu Paloma phiến vặn. Vâng, một chiếc bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Bây giờ em sẽ quay thành vách trước để các bác có thể là theo dõi một chiếc bếp Paloma phiến vặn này. Các bác thấy đó, nó rất là đẹp luôn, vuông thành sắc cạnh. Cái này thì nó không hề bị chảy xước ở đâu các bác ạ. Không chảy xước, không móp méo ở phần khung các bác nhé. Còn bề mặt đằng trên của nó là mặt men màu xanh. Và bo lửa thì bằng nhôm nguyên khối. Vâng, cái dòng bếp này thì bề mặt đằng trên của nó có một chút lỗi nhỏ các bác ạ. Sau khi mà bên em vận chuyển hàng về thì nó có một chút là bị chảy xước các bác nhé. Đấy, thế nhưng mà bên em đã chấm sơn lại rồi và nó đã trở lại cái mặt bình thường rồi các bác ạ. Nó sẽ không bị bong chóc nữa. Các bác có thể là sử dụng nó rất là an toàn. Vâng, xét về mặt thẩm mỹ thì nó có thể là bị hơi có một chút về thẩm mỹ thôi các bác ạ. Thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lớn về cái độ an toàn của bếp các bác nhé. Bởi vì là cái dòng bếp Nhật này thì sau khi mà người Nhật đã sử dụng rồi mà bên em đem về để lau dọn thì nó không thể tránh khỏi được cái sự bị xước xác. Đấy, thế nhưng mà mình quan tâm vào cái dòng bếp này, nó là cái sự an toàn của cái phòng chống cháy nổ các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác mà ưng cái mẫu bếp này thì bên em sẽ có thể là trừ đi cái phần lỗi này. Đấy, thì cái dòng bếp này thì các bác biết rồi đó, nó là cái dòng phiến vặn như thế này thì rất là tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi, nhất là các bác mà cao tuổi có thể là sử dụng cái dòng bếp này thì nó an toàn, bảo đảm, nó không có nhiều chức năng. Đấy, nó không có nhiều chức năng thì các bác có thể là sử dụng nó rất là an toàn và dễ dàng. Nó chỉ có phiến ấn, phiến vặn để các bác có thể là sử dụng nấu. Còn ở trên thì nó sẽ có cảm biến nhiệt. Đấy, hai cái dòng cảm biến nhiệt này nó sẽ luôn luôn đo cái nhiệt độ của đáy nồi. Khi mà cái sự an toàn của cái dòng bếp này nó thấy không còn an toàn nữa thì nó sẽ ngừng cho cháy lửa các bác nhé. Và nó sẽ khóa ga ngay sau khi mà cái sự an toàn không còn nữa. Đấy, cho nên là rất là an toàn, bảo đảm. Vâng, còn cái bếp này thì nó thêm một cái phiến ấn vào đây là tức là cái này là nó hẹn giờ được 30 phút. Trong 30 phút hẹn giờ các bác nhé. Sau khi hết thời lượng hẹn giờ thì bếp cũng sẽ tự động tắt lửa và khóa ga. Rất là an toàn luôn. Và cái dòng bếp này thì nó đánh lửa là bằng pin. Một đôi pin đại như thế này thì các bác có thể là mua ở đâu cũng được. Đấy. Sau khi mà gần hết pin thì nó sẽ có cái bóng đèn ở đây. Nó báo về dấu hiệu để cho các bác thay thế pin vào. Vâng. Em đã quay thành vách cũng như là bề mặt tầng trên và em cũng đã giới thiệu về cái dòng bếp này rồi. Thì bây giờ em sẽ test lửa để bác có thể là nắm bắt được về cái ngọn lửa cũng như là cái cảm biến của cái dòng bếp này. Nó thực sự an toàn như thế nào các bác nhé. Vâng, các bác chờ đợi em trong giây lát. Sau khi mà em đặt cái nồi lên thì phải trong vòng vài phút sau, khi mà cái nhiệt độ nó tăng cao rồi thì bếp mới hoàn toàn tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Còn bên này thì em sẽ test về chức năng gió thổi tắt lửa luôn để các bác nắm bắt được là cái dòng bếp này nó rất là an toàn như thế nào. Vâng, sau khi mà gió thổi tắt lửa rồi thì phải trong vòng 5 giây sau nó sẽ báo về cái dấu hiệu là khóa ga. Lúc đó em sẽ test lửa để các bác có thể là theo dõi và nắm bắt được cái dòng bếp này nó thực sự là an toàn. Vâng, còn cái dòng bếp này thì các bác biết rồi đó, nó rất là ưu việt. Khi mà các bác đang nấu như thế này, chẳng may nước nó sôi trào ở trên cái nồi này xuống cái bề mặt đấy, thì là nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga luôn các bác nhé. Nó rất là an toàn. Và cái thứ hai là khi mà các bác đang nấu ở trên bếp, chẳng hạn như là các bác kho cá, kho thịt, mà các bác có công chuyện phải đi ra ngoài, hay là chị em vào bếp thì không phải là mình một cái công việc là dọn, mình công việc là nấu nướng mà lại còn phải dọn dẹp nhà cửa này, rồi đi đón con đi học về này, rồi tắm rửa cho con, giặt giũ quần áo, nói chung là rất là nhiều công việc phải làm. Cho nên là đôi khi là mình bắc thức ăn lên đó mà mình hay quên.
Thế nhưng mà cái dòng bếp của Việt Nam mà quên như thế thì chắc chắn là các bác sẽ không còn được hưởng thụ một bữa ăn ngon của thức ăn mà mình mua nữa. Nó sẽ là bị cháy thức ăn này hoặc là cháy nồi. Thế nhưng mà cái dòng bếp của Nhật này thì các bác yên tâm, cái độ an toàn của nó rất là cao. Các bác mà quên đi thì sau khi mà thức ăn của mình ở trong nồi nước đã cạn rồi thì nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ga các bác ạ. Đó là cái sự khác biệt của cái dòng bếp Nhật. Nó rất là khác bếp của Việt Nam mình, là cái chỗ an toàn ở đó các bác ạ. Còn hình thức thì nó đều giống nhau. Đấy. Và bây giờ bếp thì đã tắt rồi và đã báo về cái dấu hiệu là khóa ga rồi. Em sẽ test lửa để các bác nắm bắt được cái dòng bếp này nó an toàn như thế nào. Nó rất là an toàn các bác ạ. Đấy. Nếu một chiếc bếp ga của Việt Nam mình mà nếu như các bác đang nấu như thế này, chẳng may nó tắt lửa giữa chừng thì cái lượng ga nó cứ thế là nó phun ra, mà khi có ngọn lửa kề bên thì nó sẽ gây ra cái sự bốc cháy rất là nguy hiểm các bác ạ. Thế nhưng mà cái dòng bếp này thì các bác thấy đó, nó rất là an toàn luôn, vô cùng là an toàn, bảo đảm không hề bốc cháy nữa. Đấy. Và bây giờ trong khi chờ đợi về cái cảm biến ở bên này thì em sẽ test về lò nướng. Ở trong lò nướng thì khay nướng này, vị nướng này đều là inox, còn mới kinh keng luôn các bác nhé. Đang còn rất là mới này, mới lắm luôn. Vâng, ở trong lò nướng thì cũng đang còn mới này. Bây giờ em sẽ test lửa luôn để bác có thể là theo dõi và nắm bắt được cái dòng bếp này nó rất là đẹp lửa này. Đấy, các cái chức năng của nó đang còn trở lại hoạt động rất là nhạy các bác ạ. Mình mua một chiếc bếp của Nhật đấy thì là mình sẽ đem lại cái sự an toàn cho gia đình nhà mình, vô cùng là an toàn luôn. Vâng, thì nó sẽ vừa an toàn mà lại tiết kiệm ga cho gia đình nhà mình tới 30-40% lượng ga các bác ạ. Bởi vì là bây giờ không phải là những mình chị em phụ nữ quên nữa, mà rất là nhiều lứa tuổi hay quên về cái sự quên quên nhớ nhớ này, thì nó sẽ gây ra rất là nhiều nguy hiểm khi mà mình nấu nướng ở trong bếp các bác ạ. Vâng, một chiếc bếp mà nó có thêm cái phần lò nướng như thế này thì nó cũng rất là tiện. Nó thay thế vào bữa ăn cho gia đình nhà mình. Khi mà các bác không muốn ăn đồ chín rán nữa thì các bác có thể là nướng thức ăn vào đây. Chẳng hạn như là tôm, cua, cá, thịt. Đó, thì các bác có thể là nướng vào đây được. Nó rất là ngon. Thức ăn ở trong này thì nó không bị khô mà nó còn được cái độ ngọt và cái hương vị của nó các bác ạ. Vâng, cái bếp bên này thì cũng đã báo về dấu hiệu là tắt rồi các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ test lửa luôn để xem là khi mà bếp tắt lửa thì lượng ga có dò dỉ ra nữa không. Các bác thấy đó, rất là an toàn, bảo đảm vô cùng là an toàn, nó không hề bốc cháy các bác nhé. Đấy, khi mà bếp đã tắt rồi thì sẽ khóa ga, và đã khóa ga thì lượng ga sẽ không dò dỉ ra nữa. Đấy, cho nên là nó vừa an toàn, bảo đảm và nó tiết kiệm ga là như thế các bác ạ. Các bác mà sử dụng một cái dòng bếp của Việt Nam mình 2 tháng hết một bình ga thì em cam đoan với các bác là cái dòng bếp này các bác có thể là dùng 3 tháng hoặc là trên 3 tháng mới hết một bình ga các bác nhé. Đó là tiết kiệm ga, thì là cái tiết kiệm tiền cho gia đình nhà mình các bác ạ. Vâng, bây giờ em đã giới thiệu về các thành vách bề mặt đằng trên cũng như là các chức năng của bếp rồi. Thì bây giờ em sẽ đưa ra giá thành cho các bác theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Đấy. Cái bếp này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu. Em xem là cái đời của nó là đời 20 các bác nhé. Đấy. Cái này là đời 20. Thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng. Vâng, bác nào mà muốn sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716, hoặc là các bác có thể là nhắn tin vào Zalo của em. Zalo của em cũng là số này các bác nhé. Đấy. Thì sau khi mà các bác đã ưng mua cái dòng bếp này rồi thì bên em sẽ bao ship toàn quốc này, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời, và tặng cho mỗi bếp là 1 đôi pin. Vâng, đó, các bác nào mà có nhu cầu sở hữu về cái dòng bếp này thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em. Đến đây thì em Thinh xin tạm dừng video. Bác nào mà đang xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.